Quả ném biên nhanh, Mukayo Saka Martinelli và... một không cho Arsenal. Và đó lại là một bàn thắng rất nguy hiểm. Wow! Một đều cho Luton Town. So với chỉ một bên phía đội chủ nhà. Ben White đường chuyền bổng, Jesus vào. 2-1 cho Arsenal. Đường chuyền rất tốt của Ben White. Đánh đầu. 2-0. Sau 14 trận đầu tiên, Townsend, Barkley rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 3-2 cho Luton Town. Sinh nhật tuổi 30 của Ross Barkley và nó trở nên thật ý nghĩa với bàn thắng này. Opene cũng sẽ được sử dụng. Jesus đường chuyền cho Havertz. 3-0. Một cơn mưa bàn thắng đang diễn ra tại Kenilworth Road. Đường chuyền của Odegaard đánh đầu. Rice 4-3 cho Arsenal. Như tôi đã nói, những giây cuối cùng trong trận đấu này mà trái bóng hướng tới vị trí cột gần, cơ hội phản công dành cho Tottenham Hotspur. Đường chuyền kịp không hơi vội, nhưng đây vẫn là tốc độ tốt của Son Heung-min. Son Heung-min một không dành cho Tottenham Hotspur. Tấm băng đội trưởng đang được đeo trên tay của Son Heung-min. Không ai khác, chính là đội trưởng của Tottenham Hotspur, người luôn luôn xuất hiện như một vị thần mỗi lần đối đầu với Man City. Một tình huống cố định cho Man City. Alvarez đánh đầu, rất nguy hiểm. Có vẻ như đó là một tình huống đốt lưới nhà. Đã có bàn thắng cơ quan trọng với Tottenham là cướp được bóng và phản công nó như thế nào. Còn với Man City, họ vẫn đang có cơ hội. Phil Foden tuyệt vời với bàn thắng này. Một tình huống phối hợp như đá tập của các cầu thủ Man City và Phil Foden như từ dưới đất chui lên để ghi được bàn thắng trong trận đấu thứ 150 của Son Heung-min. Rất tốt. Lo Celso. Tottenham Hotspur đang thành công với lối chơi của mình. Họ du ngủ Man City và bây giờ có được bàn thắng quân mình, tỷ số 2-2. Lại là tuyến giữa, nơi mà Tottenham Hotspur vẫn đang là số 8 của Tottenham Hotspur. Sai lầm của Bissouma. Rory, Erling Haaland. Haaland, cơ hội. Goal! 3-2 dành cho Man City. Tottenham đang chơi với dao và bây giờ thì họ đã định đứt tay. Họ đủ vị trí mà thôi. Đánh đó! Goal! trên sân Etihad, Kulusevski đã ghi bàn vào lưới của Man. Alexander Arnold, một tác phẩm trên sân Anfield đơn giản là như vậy. Premier League, anh đã gặp một chấn thương và phải vào lưới nhất bóng. Đây là một Alexi Ubi trong biên. Goal! Một đều. Fulham nhắc Alexander Arnold đã không có mặt và được Pereira. Mac Allister. Lỗi thuộc về Raúl Núñez. Một tình hai pha dứt điểm, họ đã có một bàn thắng rồi. Tê bóng đã được đưa vào lưới của thủ môn Kelleher. Ai đâu? Liverpool đã Salah đang tìm đồng đội. Salah. Núñez không vào. Bobby William xuống Kenny. 3-2 cho Fulham. Điều bất ngờ đang xảy ra trên sân Anfield. Tổn thất không thể khỏa lấp bởi Kelleher. Alisson Becker là thủ môn có tỷ lệ cản phá thành công cao nhất của ngoại hạng mùa giải năm nay. Và khi Salah Endo trong số 20 câu lạc bộ tham dự Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, giỏi ngược dòng nhất ở Ngoại hạng Anh. Gakpo. Alexander Arnold. Đá phạt thần sầu của chính Alexander Arnold. Không ai theo kèm với chàng Alexander Arnold. Đối đầu tại Europa League, một sai lầm của cao thủ Nottingham. Paqueta. Paqueta. Niềm cảm hứng đang bay cao dưới đôi chân của Lucas Paqueta. Hai trận đấu liên tiếp trên sân London và Lucas Paqueta đã ghi bàn cho West Ham. Và cả hai bàn thắng mà Paqueta có được đều có thể gọi là những tuyệt phẩm. Pha giành bóng tốt của Sangare vào gần Gibbs White. Gibbs White dứt điểm không vào nhưng vẫn có bàn thắng dành cho Nottingham Forest. Đó là Tayoaw Nii. Tayoaw Nii tiếp tục cho thấy cái duyên của mình khi đối đầu với West Ham United. Một tình huống để mất quả bóng ở giữa sân. Không có lỗi việt vị của Tayoaw Nii trong. Đường chuyền cho Ola Aina. Ola Aina rất tốt, dứt điểm vào. Pha lên bóng xuất sắc của Nottingham Forest và đó là Tony Elanga. Đó là một pha phối hợp mẫu mực của Nottingham Forest. Hãy cùng theo dõi lại tình huống tổ chức tấn công đã được sắp đặt một cách hoàn hảo. Rất nguy hiểm và bàn thắng gỡ hòa đã đến với West Ham United. Còn ai khác nữa đây ngoài Jarrod Bowen với cái duyên của mình trong màu áo của West Ham ở mùa giải năm nay. Trận đấu giữa West Ham và Nottingham đang diễn ra rất hay với những bàn thắng liên tiếp xuất hiện, chứ không phải là những cầu thủ cao lớn bên phía đội chủ nhà. Quả phạt góc tiếp theo dành cho đội chủ nhà. Đánh đầu vào. Sự bùng nổ trên sân London. Lần thứ 3 dứt điểm và lần này Thomas Foster đã mang đến sự bao hòa dành cho các cổ động viên của West Ham United. Hàng thủ của Nottingham Forest. Cao thủ Nottingham có những nhân sự phù hợp để phản công. Cơ hội để đối mặt thủ môn. Cơ hội dứt điểm vào. Một pha bóng đầy tốc độ, đầy sức mạnh và cũng đầy hiệu quả của cầu thủ Nottingham Forest. Aurier Một cầu thủ chứng minh được vai trò của mình tại Nottingham Forest là cực kỳ quan trọng. Aurier Wabisaka dường như đã bị trói nắng, nhưng cũng phải nói rằng chính Aurier Wabisaka và những Morgan Kim Quay đánh đầu vào 2-0, không thể tin được. Chưa đầy 4 phút bóng lăn và hai bàn thắng đã xuất hiện cho Nottingham Forest. Đây là sân nhà của Manchester United nhưng Nottingham Forest đang mở hội. Hai tình huống đá phạt góc, một bên phần sân của Nottingham và một bên Rashford. Marcus Rashford đưa bóng vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Manchester United với bàn thắng của Christian Eriksen này, và Manchester United đang tìm kiếm sự trở lại. Matt Turner đã không có những tình huống bắt bóng thực sự dính trong ngày hôm nay. Rashford bằng kỹ năng của mình đẩy quả bóng xuống phía góc sân và không gặp nhiều khó khăn. Eriksen thì đã chọn cho mình một vị trí trong khu vực 5m50 từ trước đó rồi. Một vị trí khá bất ngờ của Bruno. Hai đều và đó là Casemiro. Manchester United không phải là quả treo bóng vào mà đó là đường chuyền của Bruno, và sau đó chính Bruno mới là người băng vào khu vực vòng cấm địa của đối phương để thực hiện một pha nhả bóng rất gọn gàng cho Casemiro. Toàn bộ hàng phòng ngự của Nottingham Forest đã hướng sự chú ý của mình lên phía Marcus Rashford và họ đã bỏ rơi Bruno Fernandes. Mọi chuyện vừa diễn ra trên sân rất nhanh và một tấm thẻ đỏ đã được rút ra. Đây là nguyên nhân đã dẫn đến tấm thẻ đỏ của Guardiola. Cầu thủ của Manchester United đã ngã xuống và đó là Marcus Rashford. Bruno được hưởng penalty và bây giờ lần đầu tiên trong trận đấu này họ đã vươn lên dẫn trước Nottingham Forest.